Hôm nay mệt thiệt luôn á ông, mới kiểm tra xong nè. Ừ, tôi cũng vậy nè. Thôi chúng ta đi về thôi. Trời nắng nóng quá. Đi về tôi sẽ làm cho ông món đá bào vô mất. Ok, giờ vô đến rồi, cùng làm đá bào thôi. Đầu tiên các bạn chuẩn bị một thau nước đá. Tiếp theo đổ khoảng 300g muối vào để cái nồi nhôm vào cái thau nước đá. Tiếp theo cho sữa vô mất vào cái nồi. Mỗi lần đổ các bạn cho một lớp mỏng thôi thì nó sẽ dễ đông hơn nha. Thọt chiếc đũa vô, quay đều trong khoảng 30 phút nha. Quay một lát thì đã được như vậy rồi. Ngon quá, một cảm giác rất vô mắt luôn. Ai thử rồi thì bình luận ở phía bên dưới cho Vinh biết nha.